Hey, what's up guys? Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình vừa mới làm một cái background mới, setup decor, đèn ánh sáng, chiếu và các kiểu. Mình đã tốn khoảng 30 phút chỉ để setup hai cái đèn của mình. Và thật sự xin lỗi mọi người, trong hơn 3 tháng vừa qua mình không ra bất kỳ một video nào cả. Thứ nhất là mình enjoy cái cuộc sống hè của mình ở Canada. Thứ hai là trong khoảng thời gian đấy mình không có ý tưởng để mà làm YouTube. Nhưng mà bên cạnh đấy mình lại tìm cho mình một cái kiến thức mới về cái phong cách thời trang của mình. Và như mọi người đọc ở tiêu đề, mình sẽ đập hộp cho mọi người tất cả những món đồ mình vừa mới mua được ở Việt Nam. Và đây hoàn toàn là những món đồ Shopee. Và tại sao mình lại mua được Shopee? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên thì mình có một đôi giày. Mình chia sẻ với mọi người một đôi giày mình rất là yêu thích luôn. Mình thật sự rất là đam mê những đôi giày boots bên cạnh sneaker. Và đây là pick up đầu tiên của mình. Đây là một đôi giày, nó đúng hơn là mình lúc đầu mình mua đôi giày ở trên Shopee, nhưng mà thời gian đặt lâu quá với cả lúc đấy nó không có sale ấy. Mình vào trang web của Tempura là thương hiệu của chiếc giày này để mà mua nó. Đôi giày này mình mang size 44. Tempura là một thương hiệu giày RS boot, Chelsea boot, derby, rất là nhiều những cái đôi giày tây nhìn nó rất là đẹp. Đây là một trong những đôi giày mình cảm thấy nó khá là tốt và mình đã mang rồi, mình sẽ để cho mọi người tấm ảnh để mình chụp nhé. Khi mà lần đầu tiên mà mình xỏ vào ấy, mình đã phải tháo cái xích này ra. Và mình phải tháo cả cái zip xuống hết cỡ có thể và bắt đầu mới xỏ vào được giày. Luckily là khi mà mình mang ấy thì lúc đầu nó rất là chật. Nhưng mà may mắn sao khi mà mình mang được một lúc, có thể là đây là đôi giày bằng da cho nên là nó giãn ra, mình mang rất là đầm, rất là êm chân. Đối với những người nào mà chơi honest boot, chơi những dòng giày da ấy thì rất là cẩn thận. Mình sẽ cố gắng tìm hiểu thêm làm sao để bảo quản một đôi giày honest boot, một đôi giày derby, một đôi giày tây tốt nhất có thể. Và đây là chiếc hộp của đôi giày. Phần nắp của nó chúng ta có thương hiệu Tamer. Lý do tại sao mà mình lại chọn thương hiệu này không phải là vì quảng cáo đương nhiên rồi, nhưng mà mình cảm thấy, bản thân mình cảm nhận cái hãng, cái thương hiệu giày này bán giày nó chất lượng và nó có một cái độ tỉ mỉ tinh xảo rất là đẹp khi mà được làm trên đôi giày. Thì ở đây mình khi mà mở hộp ra thì mình có một cái thư cảm ơn, có cả thông tin website, Facebook và Instagram. Nếu mọi người thích thì có thể follow ở dưới phần description, sẽ để link nhé. Man, quá lâu rồi mình không làm vlog cho nên là giờ nói chuyện nó không có được thể tự nhiên cho lắm ấy. Mong mọi người thông cảm. Bây giờ mình sẽ cố gắng để mà ra nhiều video hơn cho anh em để mà chúng ta có thể bàn luận về thời trang, bàn luận về giày dép, bàn luận về rất là nhiều thứ. Đầu tiên ở đây mình có một chiếc áo trench coat. Chiếc áo này lần đầu tiên mình sờ vào thì mình cảm nhận rằng là nó rất là mỏng. Và phần cúc của nó thì được làm với chất liệu khá là rẻ tiền. Mình xin nói thẳng là khá là rẻ tiền thôi. Nhưng mà dù sao thì mình cảm thấy rằng là chiếc áo này khá là đẹp. Bởi vì những chiếc áo trench coat ở bên này, đặc biệt là những món đồ mà kiểu vest, blazer hay là kiểu trench coat, hay là kiểu kể cả chelsea boot hay là boots, hay là kiểu giày tây chẳng hạn, thì nhìn nó khá là già. Nhưng mà ở Việt Nam và đặc biệt là ở châu Á, những cái món đồ này nó được làm trẻ hơn rất là nhiều. Và mình rất là thích cái điều đấy. Bởi vì bản thân mình khi mà ra ngoài đường gặp một người bạn mới, họ đều bảo mình sinh năm 99, 98. Có người còn bảo mình sinh năm 97 cơ. Thì thực ra mình lại 21. Đó chính là phần trước. Chúng ta có một cái tà ở đây, nhìn nó tạo thêm một cái điểm cho chiếc áo, nhìn nó không có bị casual quá, nhìn nó không bị basic quá, không bị đơn điệu. Cúc thì chúng ta có ba cái cúc ở hai bên. Thường thì chắc chắn mình sẽ không bao giờ cài đâu, trench coat mà ít khi nào sử dụng lắm. Phía sau đây chúng ta có một cái tà. Cảm nhận của mình về chiếc áo này đó chính là nó quá mỏng so với những gì mình tưởng tượng. Thế thôi. Tại vì khi mà mình mua chiếc áo này về ấy, mình cứ nghĩ rằng là nó sẽ rất là dày cơ. Tại vì mình đã từng có một chiếc áo, mình đang có một chiếc áo trench coat của Original Gangster. Chất liệu của nó rất là dày và mặc rất là ấm. Kể cả khi mà mình mặc khoảng tầm dao động 90 độ ở Canada bên này, mình mặc rất là ấm. Nhưng mà không biết chiếc áo này mặc lên sẽ như thế nào. Về cái size thì mình là size XL. Nó hơi rộng so với mình một chút. Thì mình chia sẻ với mọi người rằng là mình cao 1m78 và mình nặng 70kg. Chiếc áo này size L, size XL. Còn nếu mà bạn nào muốn mặc fit như mình ấy thì chúng ta có thể mặc xuống size L chẳng hạn. Tiếp theo mình có một chiếc áo blazer màu nâu. Đây là một cái pick up thích nhất, thích nhất của mình luôn. Bởi vì màu nâu bây giờ, màu nâu, màu beige hoặc là màu đất, màu earth chẳng hạn, thì bây giờ nó đang rất là thịnh hành từ Travis Scott mà ra cả. Và mình không có quá nhiều món đồ có màu đất, có màu nâu. Và đây là pick up mình cảm thấy thích, cực kỳ thích luôn. Một chiếc áo blazer phong cách Hàn Quốc. Và cái cúc của nó thì yep, chắc chắn rồi. Chất lượng của nó cũng khá là bình thường thôi. Form của chiếc áo này thì mình thấy cái vai khá là rộng so với mình. Mình thì mình thích cái phần áo fit với vai của mình hơn cơ. Nhưng mà không sao, với cái phong cách kiểu Hàn Quốc như vậy thì chắc chắn là hơi oversize một chút thì cũng không vấn đề gì cả.
mình sẽ không có đánh giá quá khắt khe, bởi vì cái phong cách của mình nó vẫn chưa được hình thành, mà mình vẫn đang kiểu trong quá trình tìm hiểu ấy. Rộng hơn một chút, chật hơn một chút hay là vừa fit với mình đều không sao cả, chỉ là đừng quá rộng hay là quá chật thôi. Thì tay áo sẽ rất là rộng, size này là size XL luôn. Mình thì mình cảm nhận là cái độ hoàn thiện của chiếc áo này nằm ở mức gọi là ổn, tại vì có những cái đường khâu nó không có được hoàn thiện lắm, nó hơi bị nhăn nheo, nó hơi bị thừa chỉ ra một tí thôi. Nhưng mà dù sao, tất cả những món đồ mà mình mua ở đây, khi mà các bạn mặc ở Việt Nam, rất là mát, chất liệu vải rất là mát, rất là mỏng, mặc rất là thích, đặc biệt là những chiếc áo blazer mà kiểu phong cách Hàn Quốc như vậy. Rồi, tiếp theo chúng ta cũng có một chiếc blazer luôn, mà là màu xám. Mình thì mình không nhớ chiếc áo này là size gì cả, hình như là cũng là XL luôn thì phải. Về cái độ hoàn thiện của chiếc áo này thì mình thấy khá là tốt. Thật sự khi mà mình cầm chiếc áo lên thì cảm thấy rất là ok đấy. Nhìn nó kiểu formal hơn so với cái chiếc áo blazer màu nâu, nhưng mà nó vẫn mang một cái sự trẻ trung nhất định. Đây là một trong những cái best cop của mình, bởi vì nó match với chiếc quần sắp tới mình sẽ review cho mọi người. Trước ngực có một cái túi, nhưng mà đặc biệt hai chiếc áo này hai bên của nó đều không có túi. Bên trong chúng ta không có túi, bên trong không có túi luôn, chỉ có một cái túi ở phía trước thôi. Cho nên là đây là một cái điểm trừ mình cảm nhận từ hai chiếc áo này. Chiếc áo này khá là đẹp, và của nó thì wow, chúng ta có thể đánh giá được gì khi mua hàng của Shopee chứ. Ok, tiếp theo chúng ta có một chiếc quần. Đây là một chiếc quần tây trouser màu kem. Đây là chiếc quần mình không thích nhất. Tại vì sao? Khi mà mình nhìn trên mạng, chiếc quần này có màu kem, màu off-white rất là đẹp. Nhưng mà khi mà mình mua về thì nó lại là màu trắng mà hơi ngà ấy. Chiếc quần này cái độ hoàn thiện của nó thì mình thấy cũng bình thường thôi. Cúc thì cúc chỉ, khóa kéo zip thì cũng gọi là ở mức độ kiểu 6-7/10, phải khá là ok, ngoại trừ việc là mình thấy nó không chưa được smooth theo cái mong muốn của mình thôi, còn lại thì mặc khá là ok. Điểm trừ thứ hai, nhưng mà đây là điểm trừ nói về mình, bởi vì khi mà mình xem trên mạng thì chiếc quần này nó là size XXL chẳng hạn, XL hoặc XXL ấy, thì nó fit với cả 1m78, 1m8 hay là 1m75 với 1m8 ấy, cân nặng là tầm từ 71-75, mà mình mua về thì nó lại là slim fit, nó không phải là straight fit như mình tưởng tượng. Ok, đây lý do tại sao mà mình bảo mình thấy chiếc blazer kia là một sự lựa chọn đúng của mình. Thì chiếc quần này cũng thế thôi, hai cái màu của chiếc quần này với cả chiếc áo blazer kia đều hoàn toàn fit với nhau cả. À đây, size này là size 33 chứ không phải là size XXL hay XL. Có lẽ là nếu mà ai như mình thích mặc straight fit thì chắc 34 là hợp nhất ấy. Thì cái hình vừa rồi của mình là mình mặc chiếc quần này đấy. Dạ vâng, vào đi em. Tao sẽ đưa đoạn này lên vlog. Thì bây giờ những cái video của mình sắp tới đây, mình sẽ chia sẻ mọi người đến cách phô đồ từ những món đồ này và bớt streetwear lại. Mình sẽ không nói là mình bỏ streetwear, tại vì mình không quá là nhiều đồ streetwear, mình sẽ flexible giữa hai cái phong cách đấy. Mình không muốn thiên vào bên nào cả, mình không muốn bỏ bất kỳ một thương hiệu, mình không muốn bỏ bất kỳ một phong cách nào cả. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ ở trong video ngày hôm nay. Và nếu mà những cái phong cách, những cái style mà mình có nói sai ấy, hãy comment below. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối cái video này và chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Peace guys. Yeah.